Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô, có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi đang bán thêm cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu siêu mới, siêu đẹp, mới về cửa hàng chúng tôi. Con này sản xuất năm 2015. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy đây là cái vành xe màu đen đấy các bạn nhé. Vành xe màu đen đấy. Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2015, rất đẹp, đang có tại cửa hàng của chúng tôi. Màu bạc, không một vết xước nhỏ các bạn nhé. Đây, showroom của chúng tôi còn rất nhiều những cái mẫu xe có thể phục vụ quý anh chị em và các bạn đang phòng chống dịch Covid. Bởi vì đi xe, đi những cái mẫu xe phương tiện cá nhân thì bao giờ cũng có khả năng an toàn cũng như tính năng an toàn cao hơn nhiều so với việc các bạn sở hữu cho mình hoặc là cho mình những chuyến đi sử dụng những cái dịch vụ công cộng như xe khách, xe tải, xe buýt, rồi những cái dòng xe khác hoặc kể cả xe taxi công nghệ thì tiềm ẩn những cái nguy cơ lây lan dịch Covid là rất cao các bạn nhé. Nhưng nếu các bạn sở hữu một cái mẫu xe, đặc biệt là dòng xe gia đình cá nhân thì cái khả năng đảm bảo bảo vệ cho sức khỏe của gia đình các bạn thật là cực kỳ tốt. Đây các bạn nhìn này, rất đẹp các bạn nhé. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm rất nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngầm nước hay chưa, bị tháo cổ máy hay không, mà giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Thì điều này là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé. Rất là quan trọng. Đây các bạn nhìn này. Kể cả những cái việc mà như cái keo chỉ này thì chúng tôi cũng cam kết 100% dành cho quý anh chị em và các bạn. Xe không bị tai nạn, không bị ngầm nước, không bị tháo cổ máy và đặc biệt là giấy tờ an ninh an toàn đảm bảo cho các bạn. Xe này thì đã được trang bị dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn xi mini cao cấp, rồi bọc ghế da đầy đủ hết cho các bạn nhé. Đấy, bọc ghế da đầy đủ hết rồi. Anh chị em yên tâm, hoàn toàn yên tâm nhé các bạn nhé. Hộp đựng đồ này. Đây, tapi như mới nhá, xe máy dầu nhá. Máy dầu nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đi khoảng hơn 6 vạn một tí các bạn nhá. Xe chúng tôi cam kết cho các bạn luôn 100%. Không bị tháo cổ máy, không bị ngầm nước. Giấy tờ an ninh an toàn là phải đảm bảo 100% các bạn. Đây là lốp còn nguyên bản cho xe này. Lốp tuần thứ 4 năm 2015 các bạn nhá. Lốp còn nguyên bản cho xe. Xe này chúng tôi đang chào và bán với mức giá là 705 triệu. Giá thì có thể thương lượng được. Anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 093906 3333. Chúc các anh chị em các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.